trượt dài của ác khôi bán dâm nghìn đô. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 12 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang một đường dây mua bán dâm của tú bà Pham Thi Thanh Huyen, tức Jiang, 29 tuổi, quê huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Huyền từng kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, về sau thấy việc môi giới cho các cô gái trẻ đẹp sẽ dễ kiếm tiền hơn, cho nên cô đã nhanh chóng chuyển nghề. Tú bà này đã chiêu nạp được nhiều cô gái trẻ ngoại hình đẹp tham gia mua bán dâm. Mọi giao dịch đều được Huyền thực hiện qua Facebook, vì vậy không chỉ tại Hà Nội, mạng lưới của Huyền phủ cả thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố. Các cô gái trong đường dây này nhận đi khách với giá mua dâm 1.000 đô la Mỹ một lần, gần 23 triệu đồng. Qua đêm lên đến 3.000 đô la Mỹ, khoảng 68 triệu đồng, và địa điểm phải là các khu nghỉ mát, resort hạng sang. Đáng chú ý, trong số đó có LTT, 30 tuổi, quê Quảng Ninh, được biết đến là một ác khôi đoạt giải trong một cuộc thi nhan sắc trường điện ảnh, từng được ca ngợi là ngọc nữ tương lai. T cũng chính là người năm 2015 từng bị bắt bán dâm trong đường dây của má mì Trần Đức Thùy Liên với số tiền lên đến hàng chục nghìn đô la Mỹ. Tham gia đường dây của Pham Thi Huyền, T cũng nhận đi khách với giá 1.000 đô la Mỹ. Ngày 7 tháng 12, Huyền bố trí 3 đào, trong đó có T đi tiếp khách, và tại một khách sạn ở khu vực Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, các cặp đôi đã bị tổ công tác Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an Hà Nội bắt quả tang. Sự việc ác khôi của một cuộc thi hai lần bị bắt vì tội bán dâm với giá nghìn đô khiến dư luận xôn xao. Nhiều người không khỏi tiếc nuối cho một nhan sắc từng được ví là ngọc nữ của điện ảnh Việt và tương lai của cô gái này. Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, trước đây người bán dâm thường xuyên có thể bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Tuy nhiên hiện nay, pháp luật đã bãi bỏ quy định này, do đó người bán dâm chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 167 của Chính phủ, T chỉ bị xử phạt hành chính, tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử phạt từ 100.000 đến 500.000 đồng. Sau đây là bài viết liên quan đến vụ án Á Khôi và những lần bán dâm nghìn đô đăng trên Dân Việt có tựa đề Á Khôi hai lần bán dâm nghìn đô, quý ông mua dâm là ai? Tại khách sạn ở khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, cô Á Khôi cùng hai hot girl bị cảnh sát bắt quả tang bán dâm. Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố Pham Thi Thanh Huyền, tức là Giang, 29 tuổi, về hành vi môi giới mại dâm. Kín đáo hơn các đường dây khác, Huyền chỉ giao dịch với khách quen và không trực tiếp gặp. Việc giới thiệu hàng, đăng ảnh, chuyển ảnh cho khách chọn, thỏa thuận giá cả, hẹn địa điểm, Huyền đều thực hiện qua Facebook hoặc qua điện thoại. Theo yêu cầu của Huyền, tiền mua dâm phải được chuyển khoản trước, số còn lại sẽ thanh toán khi hợp đồng hoàn thành. Ngoài việc môi giới mại dâm tại Hà Nội, Huyền còn điều các kiều nữ đi bán dâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây bán dâm của Huyền được giới ăn chơi đánh giá là khá sang chảnh, vì các chân dài chỉ đồng ý tiếp khách tại các khu nghỉ mát, resort. Gái mua dâm một lần là 1.000 đô, qua đêm thì 3.000 đô. Ngày 7 tháng 12, Huyền thỏa thuận với 3 người khách về việc sẽ có Á Khôi tên Trờ cùng với một người mẫu rất nổi tiếng và một hot girl đến phục vụ. Tiền đặt cọc 5 triệu đồng. Tuy nhiên, đến phút cuối, Huyền đã điều Trờ và hai hot girl đến tiếp khách vì cô người mẫu có việc đột xuất. Chiều ngày 7 tháng 12, ba đôi nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn ở khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây thì bị cảnh sát hình sự của Bộ Công an và Công an Hà Nội bắt quả tang. Theo cơ quan điều tra, Á Khôi Trờ từng bị phát hiện tham gia trong một đường dây gái gọi hạng sang. Chuyện bán dâm hoặc làm gái bao với nhiều hình thức không lạ gì trong giới showbiz người mẫu, nhưng hình thành đường dây sách tua như vậy khá táo bạo và cho thấy có sự chuyên nghiệp hóa trong việc bán cái sẵn có trong giới chân dài. Theo lời khai được công bố hay chỉ lưu hồ sơ thì nguyên nhân đều giống nhau, tự nguyện tìm đến với các đường dây sách tua vì kiếm được nhiều tiền, được đi đến nhiều nơi chốn sang trọng và được tôn trọng. Nghe rất lạ phải không? Nhưng đúng như vậy, bạn chỉ có thể được trong giới tôn trọng nếu bạn có nhiều tiền. Nhưng không ai tự nhiên có nhiều tiền. Bạn có nhiều mối quảng cáo hoặc có số điện thoại của nhiều anh giai hoặc có mối đi resort, bạn sẽ là high class. Một cô người mẫu nói thẳng tuột với tôi như vậy. Giới showbiz bây giờ thoáng lắm, họ xem sắc đẹp và danh hiệu như một thứ hàng hóa, bán đắt mới bảnh, chứ đoan chính mà ế chồng ế chơ thì vứt đi. Những quý ông bỏ hàng chục ngàn đô cho những đêm vui không chỉ là thân xác mà còn là cảm giác đẳng cấp khi được chiếm đoạt một danh hiệu. Vì vậy, chẳng có gì lạ khi cô Á Khôi đi bán dâm bị bắt mà chẳng chừa, bị bắt lần nữa. Nhưng mà tôi muốn nói với các bạn,
đây chỉ là một đường dây xích tua tép riu, còn lớn hơn, quy mô hơn cỡ nào thì chưa ai hình dung được. Vào những năm 1980, năm 1990, ăn chơi nhất là sách là điều gì đó cấm kỵ, kể cả với dân thường, nên khi cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh phá đường dây sách tua Ánh Dung đã làm cả nước rúng động. Đường dây trên 20 cô gái rất đẹp, sẵn sàng tham gia các chuyến du lịch với quý ông để phục vụ nhu cầu tình dục. Điều thú vị là má mị của đường dây đã dùng chính truyện Kiều để dạy các cô kỹ thuật tình dục cũng như làm trinh giả để bán. Cũng qua lời khai của các đương sự và quý ông mua vui, tôi thời điểm ấy là phóng viên đã tiếp cận được những đường dây sách tour của giới ca sĩ, diễn viên, người mẫu có thể phục vụ khắp thế giới, giá mỗi lần đi tour hàng chục ngàn đô. Với sự giúp đỡ của những tình nguyện viên là bạn tôi từ Mỹ, Úc, Đức, cảnh sát hình sự lần ra phương thức giao tiếp của đường dây sách tour quý tộc và bí ẩn này. Khách sẽ nhận được một tạp chí thời trang và chọn bất cứ cô nào có hình ảnh trong đó, rồi điện thoại về số của má mì san. Khi thỏa thuận xong, chuyến du lịch tình dục sẽ được sắp xếp êm. Nếu như phá án, danh sách này chắc chắn sẽ là một quả bom thông tin. Cảnh sát hình sự sẽ được khen thưởng xứng đáng, nhưng tôi bái phục cách mà ngành công an xử lý để không làm tan nát sự nghiệp và biết bao gia đình có liên quan. Những người có liên quan trong giới showbiz thời điểm ấy đều được mời lên để uống trà và đều cam kết sẽ không tiếp tục con đường đó nữa, còn má mì san bị bắt trong một vụ án khác. Tôi tin rằng trong những vụ án sách tour có liên quan đến danh dự, nhân phẩm, ngành công an luôn ứng xử đúng pháp luật và nhân văn. Nhưng xem ra quý cô trong cuộc thì ngày còn xem nhẹ nhân phẩm của chính mình. Nhưng cuối cùng vẫn là câu hỏi mà dư luận đặt ra, quý ông mua dâm ngàn đô là ai? Tiếp theo đây là bài viết Ai đứng sau hợp đồng bán dâm nghìn đô của các người đẹp? Bài viết do Bá Chiêm tổng hợp đăng trên Zing News. Người đẹp trong các đường dây bán dâm được điều động bởi những tú ông, tú bà có quan hệ rộng khắp trong giới doanh nhân và showbiz. Những người này luôn quảng bá có dàn chân dài, dáng chuẩn và sẵn sàng tham gia sách tour xuyên Việt hoặc quốc tế. Thân hình ẻo lả, Nguyễn Văn Hoàng, tức Hoàng Mẫu, 33 tuổi, thường ngô nghê khi người lạ tìm kiếm các cô gái chân dài. Nhưng giới ăn chơi sành điệu từ Nam ra Bắc, không lạ gì Hoàng Mẫu, người thu nạp hàng chục hot girl bán dâm với giá hàng nghìn đô. Trinh sát tham gia phá đường dây mại dâm do Hoàng cầm đầu cho biết, tú ông này đã có vợ và con, nhìn khuôn mặt và dáng dấp, người có kinh nghiệm trong việc phá án mại dâm cho rằng anh ta mang giới tính thứ ba. Chính vẻ ngoài là lợi thế giúp Hoàng dễ tiếp cận các đại gia cũng như người đẹp trong giới showbiz. Quá trình theo dõi, cảnh sát phát hiện Hoàng chỉ liên hệ với những đại gia quen biết, nhiều lần mua dâm với các cô gái chân dài do anh ta điều động. Khi người lạ ngỏ ý muốn mua vui, Hoàng tỏ ra ngô nghê. Không được người quen nói trước, anh ta cương quyết từ chối dù khách có trả giá cao bao nhiêu. Một ngày đầu tháng 11 năm 2014, Hoàng đi ô tô chở hai người đẹp từ Hà Nội xuống một khách sạn 4 sao ở Hải Phòng. Khi hai cô gái, trong đó có người từng đoạt giải thưởng phụ của một cuộc thi sắc đẹp lên phòng phục vụ đại gia, thì cảnh sát ập vào bắt quả tang. Theo lời khai của Hoàng, giá bán dâm của mỗi người đẹp là 1.000 đô. Trong đó Hoàng được cắt phế 30%, cộng thêm 500 đô tiền công đưa hai người đẹp đi và về. Ngoài ra, Hoàng còn khai chuyên tổ chức các đường dây cung cấp gái bao cao cấp theo hình thức sách tour trong nước và ngoài nước. Trong danh sách gái bán dâm của thanh niên này, có một số là người mẫu, ca sĩ nghiệp dư, hoa khôi các cuộc thi tầm cỡ nhỏ. Có quan hệ làm ăn với Hoàng Mẫu, Đỗ Trung Kiên, tức Kiên BD, bị Cục Cảnh sát Hình sự bắt năm 2012 khi môi giới cho một số chân dài, trong đó có người mẫu kiêm diễn viên Hoa Hồng bán dâm. Trái với vẻ ngoài nam tính, cử chỉ thái độ của Kiên khiến người ngoài nhận ra vì sao anh ta có biệt danh lạ. Ước mơ làm người mẫu không thành, từ năm 2009 đến khi bị bắt, Kiên thường đến các quán cà phê, quán bar nổi tiếng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để tiếp cận, tuyển lựa các cô gái đẹp đi bán dâm. Trong số 20 chân dài do tú ông này quản lý, chỉ có vài người mới tập tễ bước chân vào showbiz bằng vài vai diễn không tên tuổi. Số còn lại đều chưa thành danh, nhưng được Kiên gắn mác diễn viên, người mẫu đoạt giải các cuộc thi sắc đẹp để mời chào khách.
Cũng ở chốn ăn chơi đó, Kiên làm quen với những người đàn ông có nhiều tiền, muốn vui vẻ với người đẹp trong giới showbiz. Mỗi cuộc mua bán dâm do Kiên móc nối có giá từ vài trăm đến hàng nghìn đô. Tú ông hưởng khoảng 30% số tiền đại gia chi trả. Giữa năm 2012, Công an thành phố Hồ Chí Minh